Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 2 giờ sáng hôm nay, mùng 6 tháng 11, trong khi đang có mặt cùng phóng viên Phan Hiển của chuyên trang Pháp luật Plus thuộc báo Pháp luật Việt Nam tác nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, phóng viên Nguyễn Tùng của Trung tâm tin tức Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã bị hành hung gây thương tích. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, phóng viên Nguyễn Tùng đang có mặt cùng phóng viên Phan Hiển khi ấy đang thực hiện nắm bắt thông tin tại một khu giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội thì bị một nhóm đối tượng lao vào hành hung. Đây là khu giết mổ tập trung mà theo tài liệu mà phóng viên có được không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện nghiêm túc việc đóng dấu kiểm dịch, gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của phóng viên Nguyễn Tùng, các đối tượng đã dùng vật cứng đánh vào đầu anh và đồng nghiệp rồi tự ý tước đoạt tài sản, giấy tờ tùy thân gồm chứng minh thư nhân dân, điện thoại. Sau khi sự việc xảy ra, một số người dân đã đưa phóng viên vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Và vào chiều hôm nay, mùng 6 tháng 11, các phóng viên Nguyễn Tùng và Phan Hiển đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an lãnh đạo đài truyền hình kỹ thuật số vtc đã đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hung phóng viên được biết là trong chiều nay đối tượng hành hung phóng viên đã bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai cũng trong chiều nay mùng 6 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc hai phóng viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và báo Pháp luật Việt Nam bị hành hung trong quá trình tác nghiệp tại khu giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện Thanh Oai. Kết quả điều tra báo cáo thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 11 năm 2016 và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị vấn đề này trong những bản tin tiếp theo.